Tại dù để hơn 2000 năm trước, con Chúa Trời đã chết giữa đau thương. Ba ngày sau xảy ra chuyện khác thường, nay người đã sống lại hiển vinh với chư thiên và hào quang sáng chói. Người đứng đây lòng lòng giữa trời xanh, đầy uy nghiêm và nhân ái hiền lành. Trời.